Chiều qua, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho biết, thời gian tới Vietcombank sẽ tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng cho người dân, đặc biệt sẽ đưa việc bán vàng lên app ngân hàng. Hôm qua ngày 21 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng nhằm quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường, thảo luận các biện pháp cũng như đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định thị trường vàng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho biết, thời gian tới Vietcombank tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng, bán vàng cho người dân. Trong đó sẽ tiếp tục đưa việc bán vàng lên app, thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng đảm bảo minh bạch và tiện lợi. Trước đó, thì từ hôm ngày 12 tháng 6, Vietcombank đã triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website của Vietcombank. Theo đó, thì khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch.